Tiếp theo chúng con kính mời thầy Thích Hạnh Phú, và sau kế đến là máy của Tịnh Văn Nha Trang chuẩn bị ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú có câu hỏi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ âm, con bị bệnh viêm họng, viêm lưỡi, nhiệt đau. Trước kia con đọc kinh trì chú, nay con mới biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Hàng tuần con có tham gia đường Zoom tại giáo hội niệm 1 tuần 3 buổi. Ngoài ra con còn tham gia đường Zoom của thầy Hạnh Phú, đường Zoom của cư sĩ Phúc Trí, cư sĩ Bảo Thi, cư sĩ Minh Thành và những đường Zoom khác nữa ạ. Nhưng vì bệnh nên con chỉ niệm Phật trong tâm, nghĩa là chữ A Di thì lọt vào tai, đến chữ Đà Phật thì xuống đến ngực trái. Vậy con tu như vậy có đúng pháp không ạ? Cuối đời con có được vãng sanh không ạ? Xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con lời khuyên. Con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đầu tiên chư vị biết niệm Phật là Diệu Âm cũng mừng rồi. Diệu Âm lên đường Zoom với Diệu Âm 3 buổi 1 tuần là cũng hay lắm rồi. Lại cộng thêm lên đường Zoom của thầy Hạnh Phúc, của Bảo Thi, của Phúc Trí, của Minh Thành, chư vị siêng quá. Và Diệu Âm cũng xin khẩn khoản nói với chư vị, hãy cố gắng tu chung với đại chúng, chứ không phải lên Zoom vậy là đủ độc. Và khi tu chung với đại chúng, chư vị đưa những cái ý niệm vãng sanh, những ý niệm mà ý cách thức tu hành của chư vị, thì chắc chắn những người đồng tu sẽ khuyên chư vị không nên làm như vậy nữa. Tại sao lại đưa câu A Di Đà Phật? Chữ A Di ở tại đây rồi, chứ Đà Phật xuống như kia, nó xuống ở đâu vậy? Chẳng lẽ đem câu A Di Đà Phật dìm vào cái thông bốc tịnh này mà đúng sao? Với hơn nữa, một pháp tu nào mà muốn cho chánh, chư vị coi thử là chư tổ hồi giờ có chỉ bày cách niệm Phật này hay không? Nếu chư tổ không chỉ bày thì chúng ta đừng nên tự sáng kiến ra, sáng chế ra những cách tu mới. Nhiều khi mình tưởng là hay nhưng mà coi chừng bị vướng trong đó. Ví dụ như bây giờ chư vị còn tỉnh táo, chư vị còn đưa cái câu A Di Đà Phật tới đây, rồi tới đây. Nếu đi vào cái chỗ mà lâm chung rồi, liệu rằng chư vị có điều chỉnh được những cái câu A Di Đà Phật đi tới chỗ nào hay không? Theo như Diệu Âm nghĩ, có lẽ là chư vị trước khi học Phật đã học qua những pháp luyện công, luyện khí, luyện thần chăng? Xin nhớ là những pháp này hoàn toàn không có trong pháp Phật. Vậy thì mong chư vị nhớ là cứ thành tâm niệm Phật, mở miệng niệm Phật gọi là trì danh niệm Phật, nhìn tưởng Phật niệm Phật gọi là quán tưởng niệm Phật. Nếu chư vị biết niệm ra kiến, lấy cái lỗ tai của mình nghe tiếng niệm Phật gọi là phản văn trì danh, những cái cách tu mà chư tổ thường dạy thì an ổn hơn. Nếu chư vị có cái sâu chuỗi cầm vô chuỗi, cứ lật một hộp niệm một câu A Di Đà Phật, lật một hộp một câu A Di Đà Phật, vẫn là những cách niệm vô cùng vững vàng. Nếu mà chúng ta đưa đến, chúng ta tưởng tượng rằng câu A Di Đà Phật đưa cho đó, ta dùng ý chí mình mà điều khiển câu A Di Đà Phật, có thể nó lọt qua cái phần gọi là quán tưởng niệm Phật. Chư vị ơi, quán tưởng niệm Phật không phải là tưởng cái câu A Di Đà Phật xuống chỗ này, xuống chỗ nọ, xuống chỗ kia là đúng đâu. Thường thường lấy tâm thô quán canh tưởng rất dễ sai lầm. Và quán tưởng thiên về thiền định không phải dễ dàng cho hàng phàm phu chúng ta đâu. Vậy thì mong chư vị lên đường Zoom với Diệu Âm, lên đường Zoom với thầy Hạnh Phúc, và lên đường Zoom của các bác hội niệm để học hỏi là điều rất hay. Nhưng ta nên cố gắng là kết nhóm lại niệm Phật với nhau, thành tâm đơn giản hiền hòa, niệm tự nhiên sẽ có ảnh hưởng tốt hơn là chúng ta quán tưởng là câu A Di Đà đi tới chỗ nào. Thường thường lấy tâm thô quán tưởng
thường đưa tới cái chỗ sai lầm về sau mà chúng ta không biết. Mong chữ chú ý nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của lão cư sĩ Dầu Âm.